Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bốn Bánh Auto. Và hôm nay tôi sẽ quay video và giới thiệu một con xe vừa mới về tại salon. Thì đó là một con Innova bản G sản xuất vào năm 2011. Và cũng nhân trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ luôn cho quý vị và anh chị cái cách để làm thế nào đó để có thể phân biệt được con xe nào là một con xe bản thiếu, con xe nào là một con xe bản Innova bản đủ, cũng như là con xe có chạy qua dịch vụ taxi hay không. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi chi tiết về con xe này. Thì đây là một con xe màu bạc mang biển số 37, xe bản G. Thì bản G trong giấy đăng kiểm thì nó là xe bản đủ. Thì các bác, nếu mà con bác nào mà khi mà đi xem xe, chúng ta có thể xem vào đăng kiểm đấy. Còn những con xe nào mà bản thiếu thì nó là bản G. Thì có nhiều đăng kiểm thì nó cũng ghi bản G, bản G. Tuy nhiên cũng có những cái này nó không ghi. Thì chúng ta khi mà không ghi thì chúng ta sẽ xem một số phần khác. Thì đây là tổng thành xe, thì tôi đang quay cho quý vị và các bạn. Đó, đây là tổng thành của con xe. Con xe này vừa mới về vào buổi tối ngày hôm qua, và xe cũng chưa cho đi dọn dẹp gì cả. Tuy nhiên các bác có thể nhìn, thứ nhất là về phần sơn bên ngoài thì nó cũng không có phần nào xước sát gì lớn cả. Chỗ nào mà xước sát nhỏ thì sau video này thì tôi có thể đi sơn tỉa lại. Đó, con xe mang biển số 37 và bản G đây, các bác có thể nhìn. Đấy, đằng sau đuôi xe thì nó ghi là gắn chữ G. Thì nhiều con thì khi mà người ta độ lên từ bản G, người ta độ lên, người ta cũng có thể mua những cái logo người ta gắn vào như thế này. Thì các bác cần phải lưu ý hơn khi chúng ta xem xe. Đó, đây là tổng thành toàn bộ thân xe. Lốp và la răng đây, các bạn nhìn qua thì la răng của xe, la răng đúc còn khá là sáng. Như đây phần lốp này, lốp của xe thì chưa bị mòn nhiều, chúng ta có thể chạy được một khoảng thời gian khá dài nữa. Còn đây là cua lốp, như các bạn nhìn, còn cua lốp này còn khá là tốt. Những con xe nào mà nó đi ở những cái vùng, thứ nhất là vùng biển, thứ hai là những cái đồi núi mà nó nhiều đá, nó còn găm, nó văng đá vào đây, thì những cái phần cua lốp, đặc biệt là cua lốp phía sau như thế này, thì rất nó hay bị thủng, hay bị mòn, bị han rỉ đó. Và cái phần ba bô lê này, các bạn nhìn này, một con xe mà còn đinh bấm của nó vẫn hoàn toàn là nguyên đó. Và những con xe nào mà cái phần này nó phần sát gầm, nó đi vùng biển hoặc là đi vùng nào nó hay bị trượt chạt, va quẹt, thì nó rất xấu những phần ba bô lê như thế này. Đó là tổng thành bên ngoài của con Innova này. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua đến nội thất của xe. Đấy, đây là một con nội thất của xe này. Xe ghế da màu vàng và nhìn vẫn còn nguyên bản. Những con xe nào mà nó chạy qua dịch vụ thì đặc biệt là phần ghế sau này nó hay bị nhàu. Đó, và đấy là những con xe nó chạy dịch vụ gia đình. Còn những con xe nào mà về công ty thì nó sẽ có những cái phần lỗ quan ở phần táp ly cửa, đặc biệt là cửa sau. Thì các bác khi xem xe chúng ta có thể nhìn kỹ những phần này, nó chỉ là một lỗ rất nhỏ thôi. Đó, chúng ta có thể nhìn kỹ những cái phần như thế này, nếu nó có lỗ ở đấy thì rất có thể là nó là xe taxi. Vì sao mà tôi chia sẻ cho quý anh chị và các bạn về cái cách phân biệt xe cũng như là để so sánh xe dịch vụ taxi? Bởi vì cũng có khá nhiều khách hàng khi mà họ chưa biết đến cái cách làm thế nào để chọn xe, và cũng có nhu cầu mà mua xe cũ, thì họ đã đi vào nhiều salon cũng như là một số thợ mua cho, thì họ không biết và họ đã bị lừa. Thì khi mà chúng ta lựa chọn những con xe nó chạy qua dịch vụ taxi như thế, thì nó sẽ vào với khoản tiền nó mua như xe tư nhân gia đình thì nó sẽ chênh rất là nhiều. Thứ nhất là tiền chúng ta mất khá là nhiều. Thứ hai là về phần chất lượng xe, nó hoàn toàn không được như xe tư nhân gia đình. Thì có rất nhiều khách hàng của tôi nó đã bị cái hoàn cảnh như vậy. Và tôi chia sẻ những cái video clip để các bác có thể phân biệt được xe kém, xe tốt, xe dịch vụ, xe không dịch vụ, hay là xe bản đủ, bản thiếu, để chúng ta có thể lựa chọn chính xác nhất. Thì các bác nào nếu mà có nhu cầu và tìm hiểu thêm về các dòng xe khác thì cũng có thể là truy cập vào kênh YouTube, thì cũng nhiều video tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thì dòng Innova này thì
Đây là con xe bản đủ, nó có 3 vùng điều hòa, một vùng phía trước này. Đó, và đây là vùng phía sau, và một đằng sau này có một vùng nữa. Đó, nó có 3 vùng điều hòa tách biệt. Và nó cũng được trang bị thêm hai túi khí, một túi khí ở trước vô lăng và một túi khí ở bên phụ. Đó, đây là củ số này. Các bác có thể nhìn qua phần củ số. Đấy. Giá số nó vẫn còn khá nhẵn này. Đó, và khi chúng ta xem xe ấy thì ngoài phần nội thất thì chúng ta có thể nhìn qua phần trần. Đây, đây trần con này đây. Những con xe nào mà nó đi qua taxi, thứ nhất là trần nó rất bẩn. Thứ hai là trần nó rất hay bị xù và bị rách. Đó. Cái phần trần như thế này thì những con xe nào mà đi nhiều nó rất hay xù luôn. Còn ghế thì chúng ta có thể bọc lại. Còn trần thì những con xe nào còn giữ được trần nỉ nguyên bản để chúng ta xem xe thì nó là tốt nhất. Còn những con xe nào mà nó xấu ấy, thì đa số người ta sẽ bọc lại trần. Đó là một số chia sẻ về nội thất của xe. Ngoài ra thì chúng ta có thể kiểm tra về hệ thống máy cũng như là phanh của xe. Thì đây là một con xe như tôi đã nói, xe hoàn toàn là tư nhân gia đình. Các bác có thể kiểm nhìn những cái phần ốc cánh cửa còn rất là sáng. Đó, đảm bảo cho quý vị và các bạn khi mua xe tại salon của chúng tôi thì chúng tôi test xe rất là kỹ, cũng như bảo hành cho quý vị và các bạn, đó là xe không hề bị tai nạn, đâm đụng, ngập nước. Đó, xe nếu mà chạy qua dịch vụ thì chúng tôi nói dịch vụ, còn nếu mà xe không dịch vụ, xe tư nhân thì chúng tôi cũng bảo hành luôn là xe không taxi dịch vụ, xe tư nhân. Đấy, logo Toyota còn khá là sáng. Khách hàng ở trong miền Nam thì nhiều người người ta cũng lựa chọn xe và cũng không cần phải ra ngoài này xem xe. Đó, những bác nào đã mua xe tại salon của chúng tôi mà không cần xem xe thì các bạn có thể comment xuống bên dưới. Đây. Và một điều nữa thì những con xe bản đủ và bản thiếu của Innova thì là xe nó xe bản Z. Bản Z thì nó sẽ không có hệ thống phanh ABS. Các bạn có thể bật lên, bật cái chìa khóa lên. Và các bạn nhìn kỹ ở đây này. Thì tôi bật lại cho các bạn xem. Nó sẽ biểu tượng màu vàng này, đèn ABS. Đấy các bạn nhìn. Đó là những con xe bản đủ thì nó có hệ thống phanh ABS, đó hệ thống chống bó cứng phanh. Còn những con xe nào mà bản thiếu thì nó sẽ không có hệ thống đó. Đó, ngoài ra thì có thể là kiểm tra thêm phần gạt mưa, như gạt mưa hai lớp là ở xe bản đủ. Đó. Thế nó một số cái chia sẻ để các bác có thể lựa chọn xe để chúng ta tránh mua phải những con xe taxi hoặc là những con xe bản thiếu lâng lên thì nó sẽ đỡ được một khoản tiền rất là lớn, cũng như là có một con xe chất lượng. Chúng ta sẽ đi qua đến phần máy của con xe này. Thì đây là toàn bộ phần máy của con Innova đời 2011. Đó, máy móc còn khá là sạch sẽ, hoàn toàn không hề bị đâm đụng cũng như là ngập nước. Đó, phần răng giật keo chỉ vẫn còn nguyên. Máy móc thì tôi đã test xe rất là kỹ. Con xe này thì gốc tôi lấy ở trong Nghệ An và tôi đã đánh xe từ trong đấy ra và xe hoạt động rất là tốt. Đó. Giá cả thì như tôi đã nói, xe nó rơi vào khoảng 430 triệu đời 2011. Đó. Đây này thì phần máy của nó. Máy còn khá là sáng. Thì đây là video mà tôi vừa chia sẻ và quay đến cho quý vị và các bạn một con Innova sản xuất vào năm 2011, xe bản G, tư nhân gia đình và giá là 430 triệu. Thì nếu quý vị và các bạn có nhu cầu về dòng xe này hoặc là có nhu cầu về các dòng xe khác mà cần tư vấn thì có thể comment xuống dưới hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại tôi để trên màn hình để tôi có thể tư vấn cho quý vị và các bạn hoàn toàn miễn phí. Và video của tôi xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.